Không, nãy giờ tôi giả bộ á chứ không có hư âm thanh gì đó. Nãy giờ có đứa là đang chỉnh âm thanh rồi phải không? Hi, xin chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi lớp học bất ổn. Và ở tập này mình xin nói là sẽ có nhiều điều bất ngờ, những cái bí mật sẽ hé lộ ra từ từ. Ok. Và bây giờ xin mời các bạn xem tập 4 của lớp học bất ổn. Chúng ta đi tiếp nha. Chắc vô trọng bị công an nó bắt vui rồi. Hả? Thầy kể hồi là ngã xe cả đám luôn. Dạ, xe buýt mà thầy làm như xe đạp và ngã. Thầy nó lật xe, thầy nó lộn. Dạ. Nè, tới khúc này là thầy quẹo đúng không? Thầy quẹo trái không? Đó. Thầy quẹo trái khúc này phải không thầy? Rồi. Khúc này mà mình đi thẳng là đường con voi á các bạn, còn mình quẹo trái là đường con cu. Con nói chuyện gì kỳ vậy biết. Không, đường cái đường nó tên dân tộc vậy thầy. À, trời có, ơi. Ý con là có phải là dân con kêu không? Dạ, kêu, kêu. À, kêu. Kêu. Dòng mình mà dạ, mà con người miền Nam á thầy nên nói thẳng à, đường con cu mà. Chủ mình như hôm nay là khuyến mãi 50 thẻ điện thoại hay sao á. Trời đất ơi, con điên. Tự nhiên đi ăn sáng cái nó khuyến mãi thẻ điện thoại cái thầy. Lại đẳng không có thể mua thẻ mà. Mà nó xài thuê bao thầy, nó xài thuê bao. Tiền trước hả? Nó xài thuê bao mà anh này nó biết khuyến mãi. Lại nữa con chuyện khoan thầy vừa nha. Thầy coi như thầy không nghe gì đi. Thôi rồi. Thầy ơi. Thầy dưới miền núi còn đứa bà tàu. Mà bình thường là thầy lấy mà thầy. Hôm bữa con có bịch bánh tráng thầy cũng dành nữa. Giờ thầy bị đặt chơi chịu gửi. Cái đó là thầy thèm bánh tráng nó khác. Chết quen ức. Mà thằng đại gia tên mình gì có biết thằng lai gia nó là ai không thầy? Thầy cũng không rõ nữa. Nghe đâu cái thằng đại gia nó tên là thầy cũng không rõ nữa, nghe đâu cái thằng đại gia nó tên là Ân hay Ấn hay gì đó. Nói chung là chuyện này là chuyện có thiệt. Thầy nghe mấy cái bác tài xế khác kể tới, thầy kể lại cho mấy em nghe. Dạ. Ôi. Nhưng mà mấy em không có được kể cho ai nghe nha. Dạ, mà tôi công nhận nha mấy bạn, thầy mình nhiều chuyện ghê ha. Ổng gì ổng cũng biết á, thiệt. Thất bại lên nó thay như vậy. Hôm bữa bà bảy với ông tám chịch nhau ở trong xóm mà ổng cũng kể cho tôi nghe nữa nè mấy bạn. Đi đi vô là sao em nhận mà luôn rồi. Sao xí con. Bạn đi non móc cái gì nè. Không móc gì đâu. Đâu móc gì đâu. Móc cái gì dưới quần thôi quá. Nó móc cái gì con. Đâu có, tuần sau mới tới kỳ, tuần sau mới tới kỳ. Trời ơi, bạn Gino không có xài cái gì dạ hương á thầy. Hôi ghê. Tại vì lớp chúng ta đã đi dã ngoại 4 ngày rồi mà còn chưa tới được Đà Lạt nữa mà. Thầy chạy cái kiểu gì vậy? Con nhớ là Đà Lạt người ta chạy. Thầy chạy luôn Đà Lạt rồi thầy cứ nói Vũng Tàu rồi đó thầy. Thầy lộn. Trời ơi, ông chạy ra tới biển luôn kìa ông nội ơi. Thầy nói tới Cà Mau rồi thầy ơi. Cái chỗ này là Nha Trang rồi con ơi. Thầy đi gì hay vậy? Thầy hứa ở ban đầu là đi thác Cam Ly mà. Thì bây giờ mình vòng qua Nha Trang rồi mình vòng xuống khác. Trời ơi! Thầy ơi xuống con xuống coi người ta có sao không trời. Trời ơi! Thôi cửa mấy bạn ơi! Thôi cửa! Ôi nó chết rồi thầy ơi! Thôi chạy! Chạy đi! Lẹ đi mấy bạn! Trời ơi! Cái con quỷ này mày chụp hình hoài mày! Xuống! Lẹ đi thầy! Đi xuống. Lẹ hồi xin nó mắng nó bụng tiêu chết mẹ hết á. Yami đi xuống. Thầy ơi! Xe chạy! Ơi! Xe Yami nó lị quá ta. Trời ơi. Con nói có thể con không đánh cái thằng Yami này. Mấy con đi ra rồi để thầy đánh nó. Đánh Yami chết á. Nó lì quá mà. Chết. Nè. Ỷ nó giàu mà nó lì quá mà. Giàu lên xe. Ỷ mày giàu hả mày? 10 triệu thầy ơi. Lên xe cho kem. Trời ơi thầy ơi mình đang đứng ngược chiều á lẹ thầy. Lên xe. Thầy ơi thằng Pháp nó leo lên trên nóc xe rồi kìa thầy.
Ai ra sao ngồi với Dino đi. Thầy đếm từ 1 tới 5 mà ai không lên thì chạy gán chịu, thầy bỏ luôn ở trên đây. 1, 2, 3, 4, 5. Chứ biết chặn đường. Rít, chúng ta ngồi kế bên nhau. Trời thầy, nó thôi mùi mắm tôm quá thầy ơi. Mất cái cửa luôn rồi nè. Thầy ơi, bạn Dino không có gửa chim. Thầy ơi, không biết tới dạy thêm tới bao giờ mới trả được cái tiền chiếc xe này nữa. 10 triệu nha thằng, em muốn 10 triệu được không? Thôi giờ mày con im đi. Dạ mày đó, tài trợ tất cho. Tất cả là tại con đó. Ôi sương mù ghê quá thầy ơi. Đâu? Ủa này mình lên lại Đà Lạt luôn hả thầy? Trời ơi, khắc não quá. Không, bên trái chúng ta vẫn là biển nha mấy con. Mình đang ở chính giữa chỗ Đà Lạt với Nha Trang. À. Ủa bao giờ mới tới Bồi Sữa Long Thành? Sắp tới rồi. Sắp tới rồi con. Cái vú mày như vậy mà mày còn đòi uống bò sữa hả? Cái này chỉ có bò sữa ông Thạnh thôi mày uống không? Chúng ta sẽ ghé vô đây nghỉ chân với lại mua những cái dụng cụ cần thiết. Mấy con cần thì cứ mua nha. Ê bạn má chích, tôi bạn đi mua bao cao su. Hứa bạn mua cao su đó nha, bạn mà đậu cũng thôi rồi, bạn cái này vô đậu bạn. Đúng rồi đó, thầy nghĩ là Gino cũng nên đi tắm hay gì đó đi. Bạn mà tắm mồ hôi dưới đêm đây nữa là một viên nha. Con đẹp gái mà tại sao con hôi nách vậy? Hôi hán đó. Trời ơi, giống cái bạn Mai á thầy, Mai là bạn Mai không có đi. Còn hôm bữa là thầy bạn phía hôm bữa họ vô lớp sớm nhất. Trời thầy ơi, thầy vô lớp sớm nhất rồi chứ. GPS tự nhiên tao nghe cái mùi cơm gà. Ừ, đã lâu rồi. Mình dựng đây hả thầy? Thầy đang kiếm cái quán ăn ở gần đây. Con ăn KFC nha. Mấy bạn có đói bụng không? Mấy bạn đói bụng không? Hỏi mấy bạn đói bụng không? Bắn vô mỏ à. Mà hình như thầy hôm nay mình bao. Hôm nay mình bao nha. Tại đây không có quán ăn rồi thầy ơi. Ở đây không có quán ăn. Chỗ này già dân. Coi như chúng ta tham quan đi. Bạn có tê rồi. Hả? Bạn đói không? Rồi. Nè cho bạn ăn kẹo đồng nè. Mình cũng có. Kẹo đồng là kẹo CU á hả? Trời ơi, hai bạn này bú cu hả? Ghê quá. Dạ, bú đồng nhau, con xin lỗi thầy. Đúng rồi. Bạn nói gì vậy? Bạn này bắn gì? Thầy ơi, bạn này bắn cái vú con rồi thầy. Thâm luôn. Đừng có bắn. Ôi, xe lửa thầy ơi. Tí nữa công an nó tới bây giờ. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn gì mà có khối vậy thầy ơi. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa. Mấy con nghịch quá hà. Chơi gì bắn tầm lum rồi bạn. Trong này chụp được quá trời cảnh. Nhìn qua bên tay trái kìa. Cảm bị gì đi. Cái cũng mới chụp được bạn mới chụp cảm xúc. Xa quá thầy ơi. Mấy con có đói bụng không? Hơi đói rồi đó thầy. Mình sẽ chạy tới đây mình ăn rồi mình nghỉ ngơi một tí xíu rồi mình sẽ đi tiếp ha. Ok. Má đi quán cáp xe chưa? Thầy ơi. Đói thầy qua đây luôn đi. Trời ơi, thầy chạy cứ gì vậy trời? Công nhận nha, bà ổng bằng lái xe đạp có khác mấy bạn. Ủa, tao đi qua leo quán ăn nữa. Thì bây giờ đấy, tới quán ăn nè. Đổ xăng chẳng đổ xăng luôn. Ờ. Xăng xăng nữa này. Tính nãy mình nói là đổ dịch xăng đó thầy. Rồi á, ổng chạy kìa. Rồi xuống đi. Xuống mấy bạn ơi. Qua cái quán bên kia ăn nha. Rồi. Rồi có cái bà già nè, bạn mới chết. Rồi, vô cô, quán ăn đi. Chú ơi, chú, toilet đâu chú? Trời ơi, tôi giỡn với bà chút mà bà làm ghê quá. Rồi, tất cả vô quán ăn, cất súng thấy vô. Cất súng vô, mình ngu gục, vô. Mình ngu gục, mình bị ngu gục trên xe, không ai kêu mình dậy. Ôi, sư cô ca hả? Đâu nút. Rồi ăn đi nha. Ai bánh giò nút không? Bạn mới chết. Anh ơi. Cho mình uống mấy bạn món. Bán cho em cái bao cao su. Thầy ơi, con mới nghe bạn mua bao cao su. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy chia sẻ trên 300 chia sẻ để mà ủng hộ anh em trong ekip. Và hãy subscribe những channel của họ. À, họ đã giúp mình làm ra những cái clip này.
Mình cảm ơn họ rất là nhiều ha. Và Facebook mình là Cẩm Nang Game Thủ hoặc là Chris Devil Gamer, thì các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook đó bằng cách gõ chữ Chris Devil Gamer hoặc là chữ Cẩm Nang Game Thủ lên phần tìm kiếm thì sẽ dễ dàng tìm được ngay Facebook của mình, và lên đó cập nhật những thông tin mới nhất của mình ở trên đó. Ok, rồi thì bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, hay vui là cười.